Đây là cái đồ đâu mà em rất là thích nha quý vị. Đó. Đây là hàng cẩm tú cầu dừa. Đó, đây là cũng trồng cẩm tú cầu đó. Nên là xung quanh nhà là trồng cẩm tú cầu hết. Cẩm tú cầu. Hy vọng là nó lớn đó. Đây là tràm dữ. Đây cẩm tú cầu luôn. Ở ngoài sau này thì nó còn hơi lộn xộn chút xíu. Cá lùm kìm quá trời, có cá sặc nè. Rồi đó quý vị, đó, đi vòng đây là được cửa sau vô nhà, nhìn ra trước. Cẩm tú cầu luôn gì thế không? Rồi đó, đây là nho nè, nho bắt bên kia rồi đó. Rồi như là em quay xong một cái clip kỷ niệm này gì cho clip kỷ niệm ha, kỷ niệm cái vườn. Vườn này cái farm này mới có từ tháng 10 tới giờ, cuối tháng 10 là 30 tháng 10 mới múc xong, 30 tháng 10 mới múc xong, thì bây giờ là bắt đầu trồng bao nhiêu tháng 11 2011 2021 mới bắt đầu trồng, thì là nó được 5 tháng tuổi. Cái vườn được 5 tháng tuổi thì mới 5 tháng tuổi mà còn non trẻ, non và xanh lắm. Hy vọng là khoảng chừng 1 năm, rồi 1 năm rưỡi tới 2 năm là độ chín của nó là khoảng 2 năm đó, là lúc đó là mọi thứ nó mới nhìn nó mới mát mắt à, để cho cái chỗ gia đình về nghỉ dưỡng chơi. Ở đó có làm nữa không? Quý vị thấy cái xích đu không? Cho mấy đứa nhỏ chơi, người lớn cũng chơi cũng được. Đó, đây em làm cái bến. Đó. Đây em có 2 cái hồ. Đây hồ lớn ha. Cái này là cái hồ lớn. Cái này cái hồ nhỏ. Đó, em làm 2 cái hồ. 2 cái hồ này cái ý định của em là sau này em sẽ cất cái nhà mát ở trên này. Cất cái nhà mát giữa đó. Đó. Giữa hồ. Đó. Rồi những cái nước này, hồ nước kênh mương là em thả bông súng xuống, chết thì nó bông súng mới nhớ em ơi, quên lấy bông súng rồi, lấy củ súng rồi, em thả súng xuống, thả xuống cho nó phát triển lên đó. Ở đây mà mong muốn em ở đây một súng mà nó lan ra hết, quá đẹp, không còn gì bằng cái này mà súng khỏi nói luôn, đẹp cực kỳ. Đợt này về nó có một cái mà em cảm thấy thích lắm, gì nước nó màu xanh, nước nó màu xanh bích, thích chứ em không thích nước màu đục đục phù sa xong, mà thích màu xanh giống gì trong xanh nhìn đã. Mà tại sao có cái màu này, tại vì mưa xuống rồi bắt đầu một số cây, một số cái thực vật đó, nó bắt đầu nó từ từ nó sao nó phát sinh ra tảo, nó phát sinh ra tảo cho nên nó xanh. Nó thôi gì thấy không, nó xanh, nước nó xanh trong luôn, xanh trong gì nhìn đẹp dễ sợ. Tự nhiên liên tưởng tới cái hồ Tà Bạ, hồ Tà Bạ ở An Giang, Chi Tôn đó, cái gì thấy không đó, đây cái sầu đâu của em đó. Ok rồi, thôi em kết thúc cái clip của em ở đây nha. Đây là cây cờ Tổ quốc, em rất là yêu nước nha quý vị. Đó, ở ngoài đầu cổng một cây cờ, đầu nhà một cây cờ đó, để cho nó có tinh thần dân tộc chút xíu. Đó. Rồi em kết thúc cái clip ở đây nha, để sau này 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, 10 năm nhìn lại đó, những cái thời điểm này cái vườn của mình nó như thế nào. Đó, cũng là một cái gì đó để mình nhìn lại. Đó, cái đường mòn, cái đường mòn này mới giả chiến thôi đó, nhưng mà sau này sẽ làm một cái đường mòn nó đẹp hơn. Nhà của em đó, một cái nhà đúng như là mong muốn như trong chuyện cổ tích, nhưng mà còn phải làm nhiều lắm, còn làm cái máng xối ở trước này nè, máng xối đưa nước không tạt cây cỏ qua lá cành rồi vô. Rồi thôi em chào quý vị nha, xin chào quý vị, bye bye, hẹn gặp lại nha.